Xin chào cả quý vị khán giả của kênh Phổ Thông TV. Lúc này là buổi trưa tầm 11 giờ trưa. Hôm nay thì trời nắng rất to, tại vì cơn bão số 4 thì hôm nay sắp vào miền Đông đó. Trời cũng vẫn đang nắng. Công việc ở quê thì rất là đơn giản. Sáng tối đều làm phù hộ. Đây thì xây dựng đang phát triển, nhà cửa đang xây dựng, hạ tầng đường xá là nhiều nghề lắm. Bà con đây thì nói thật là những cái nhà cao cửa rộng này thì nhờ đi xuất khẩu lao động, thì đa phần thì đi biển Hàn Quốc, đi Đài Loan, Nhật, đi Australia, rồi đi Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand. Nói chung là nước nào trên thế giới mà làm ăn được thì người ta đi, và một người đi thì đi hết cả là chủ yếu thì bên Hàn nhiều, qua thì đi biển ở bên Hàn. Ở quê thì làm ruộng thì quý vị biết rồi, người đang sầu ruộng ở đây thì một sào cũng một mùa cũng được này, hai tạ lúa, hai tạ thóc này. Nhiều khi nói cho vui không có đủ tiền uống nước, chứ đừng nói là để mà làm nhà làm cửa có đâu. À, bây giờ thì mấy cái nhà họ đẻ nhiều thì ở bên Hàn 3-4 đứa con tháng gửi về. Mấy người làm xây dựng trúng thì tháng 100, 150, 200 gì đó. Thì có người thì 4-5 đứa thì tháng gửi về 500, 600, 800, vài năm thì kiếm được mấy tỷ thì xây nhà thôi, rất là đơn giản ha. Có người thì làm ăn cũng không ra. Ở đây thì hầu như là không có đi học, cố gắng chạy chữa lắm, học hết 12 thì có cái bằng 12 rồi bắt đầu để đi du học Úc, học Canada gì cho vui, gọi là học vui, chủ yếu là đi có kiếm tiền thế thôi. Thì bây giờ thì nông thôn bây giờ thì đa phần là toàn nhà 2 tầng biệt thự cả, nhiều nhà thì sắm ô tô rồi. Ở những cái làng ở ngoài kia thì đa phần là toàn có ô tô không. Ở đây thì thôn Tiền Phong là thôn làm ruộng, gọi là đi trước về sau, thôn cách mạng. Bây giờ thì con em mới đi ra nước 10 năm đổ lại đây. Bây giờ thì thế hệ sau là hầu như là đi đây đó, 100 em học lớp 12 xong thì 99 em là đi ra nước ngoài, còn một em thì đi học nghề hay là về nhà làm phụ hồ gì đó. Vậy thôi. Nên là quý vị đi qua vùng Quảng Bình thì thấy tại sao nhà cửa ở đây rất là to và đồ sộ. Vậy thì tiền ở đâu? Riêng xã của mình thì theo báo cáo hàng năm thì một năm thì tiền con em gửi về ở nước ngoài khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Hồi xưa thì mới có là 15-20 triệu thôi, đô một năm, nhưng bây giờ thì lên đến gần cả 100 triệu đô la Mỹ. Để thấy được là cái lượng người đi ra nước ngoài rất nhiều. Dân số của xã thì bây giờ khoảng tầm 16-17 ngàn người gì đó, nhưng mà tầm bây giờ 30-40% là đã ở nước ngoài đó. Tức là ở các cái vùng định cư đó, có cộng đồng ở Nhật, cộng đồng đông nhất bây giờ là ở Đức, ở Hàn, Australia, Mỹ, Canada, Đài Loan, Liên bang Nga, Nhật. Vừa nay có đi các cái nước mới, ví dụ như là đi New Zealand. Các nước hồi xưa thì con đi Dubai, nhưng bữa nay các vùng Dubai người ta xây dựng xong rồi, không đi Malaysia rồi, nay cũng không ai đi nữa. Thì đó.
cuộc sống thì đổi thay. Thì đó, con trai thì đi nước ngoài, gái ở nhà thì đó, lo ăn chơi từng lúc tà la gì đó, xong hết tháng cứ gửi về 30-40, 50, 100 gì đó, tự xử, xử lý, tự nuôi, đúng không? Thì đó, thì như vậy, cuộc sống là như vậy. Thì bây giờ học hành nhiều như mình khổ, làm lương tháng 10 triệu bạc, 12 triệu bạc, cố gắng chăm chỉ thì được 15-20 triệu đủ sống qua ngày, không đủ sống nữa chứ. Sống ở Sài Gòn sáng mượn mát ra phải lo 2 tờ 500, tại còn đang thuê nhà, thuê nhà là 86 triệu và căn hộ chung cư xã hội 40 m2 rồi, cộng với đi học nữa, đi học con nít bây giờ tháng 8,5-9 triệu này, lên dạng 2. Đây là một ngày sáng nói chung là mở mắt dậy thì 2 tới 5 triệu. Về quê đây thì sống để chiều thì ra biển đánh bắt cá về ăn, còn lúa thì có rồi, trong nhà thì bầu bí rau củ quả thì gà vịt thì có cá ngỗng, không có lo gì nhiều. Để đây kiếm cái nghề gì làm tạo ra sản phẩm, nghề rất đơn giản thì trồng cây, ươm vườn mai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Thông Lịch Sử, và chúc quý vị luôn luôn đồng hành cùng Vũ Thông. Dạo này Vũ Thông đang ốm, Vũ Thông về quê nghỉ ngơi. Xin chào tạm biệt đó nhé.